Vào thời điểm này, dịch bệnh tả lợn châu Phi đang tái bùng phát, gây thiệt hại nặng nề cho người chăn nuôi tỉnh Cao Bằng. Tổng trọng lượng lợn bị tiêu hủy gần 3 tấn. Nguy cơ bệnh lây lan hiện rất cao, thế nhưng vẫn chưa có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị. Vì vậy, để hạn chế dịch lây lan ra diện rộng, cơ quan chức năng yêu cầu các địa phương cần quản lý chặt chẽ các cơ sở sản xuất kinh doanh lợn giống trên địa bàn, nghiêm cấm mua bán lợn giống chưa qua kiểm dịch, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển và xử lý ổ dịch. Người chăn nuôi nên hạn chế tái đàn nếu chưa bảo đảm được an toàn phòng chống dịch bệnh.